Bây giờ chị ngồi xuống đứng dậy thử đi. Ngồi ghế được, ngồi đây đứng dậy cũng được. Thí ngồi thử đi. Cậu cá là giao tặng. Ok. Xong rồi, cái chân có sưng không? Là có. Rồi. Em giờ sẽ thấy hay gần, thấy gần không? Thì em thấy nó căng cứng á, nhưng mà đừng có bấm. Để thả xuống chút xíu thấy nó mềm. Nó lấy cái tay, lấy cái tay. Dính này, em thả xuống chút thấy nó mềm. Thì khi nó mềm thì em bật. Bật. Nó nhấc lên nó bịch nha. Căng giống như dây vậy đó. Rồi, rồi cái em mới nắm em co, đẩy mà giữ cái nó bật cái chân. Đó. Đúng không? Đấy, kêu cục gái. Ừ. Mở kêu cục gái, hai gân đó. Hai gân đó đúng rồi. Thì làm 5-7 cái vậy đó. Hôm nay đỡ rồi hơn Nga. Co lên là bật. Bước đưa xuống là nó đưa, nó uống gân lên rồi, bỏ ra. Rồi. Ôi da, da, da. Rồi, bây giờ xong rồi nó cho chị nằm ngửa lại. Thì cái đầu gối chị á, là mọi người thấy á, làm mà vẫn còn đau, chị nằm ngửa đi. Thì mọi người thấy á, là không có đơn giản để mà chữa cái bệnh như vậy. Ha, là chị phải về cố gắng dữ lắm. Ngoài cái việc trần đá, chị còn phải trần lạnh những cái chỗ này. Ha, rồi bây giờ tới cái bài mà gọi là ép chân, thì chị đẩy lên tí xíu. Rồi. Sau khi mà mở mấy cái van hết rồi đó, thì bây giờ ép chân làm gì cho nó mềm mấy cái gân ở cái khớp gối. Okay. Ha, thì em lại đây, em để cái băng vô đây. Đây cái băng đây. Ờ, đây bên đây. Rồi, với một tay một bên thôi, làm bên đây trước, bên đây trước. Rồi, chị nắm cái tay chị kéo vô phụ. Đó, thấy không? Mọi người thấy chị mập quá này. Không có ngóc đầu. Em dở lên. Đó, rồi chị nắm, chị kéo. Ha. Còn cái tay em á, nhìn nè, cái tay này em nắm cô tay chân. Rồi, cái này á, nắm cô dưới đúng rồi. Cái này em ép vô, đừng có ép mạnh, để cho chị tự kéo. Rồi chị thở ra. Rồi, bỏ ra. Thì hấp vào, thì em nhìn cô rớt của anh. Rồi em thả ra. Rồi bắt đầu em quay không. Em quay không. Cái đó chống tiền, cái lỗ của và tại sao mình nhấn vô mấy cái rồi mình bỏ cái tay quay không mà là khi mình ấn nhấn cho mấy cái thì nó mềm cái gân đó ra, mềm ra xong thì quay nó dễ dàng. Nhưng mà cái điều mà tôi dặn mọi người á là đối với một cái trường hợp mà khó như vậy á thì mình phải có cái thời gian điều trị rất là nghiêm ngặt với người bệnh này. Thành ra là bây giờ bà này chỉ chữa một lần này thôi, không chữa nữa. Mà cái điều bắt buộc là gì, bây giờ mà muốn chữa cho bà mà ok á là bà phải mất từ 10-15 kg, tức là giảm toàn bộ cái trọng lượng thì mới cứu ra được. Còn nếu không là bệnh bà sẽ càng nặng. Và khi nặng xong rồi đó thì mổ mà thay khớp gối rồi đó thì bà sẽ ngồi luôn, sẽ lăn luôn. Tại vì sao? Tại vì bà không giảm trọng lượng là không khỏi được. Còn mổ chẳng qua là một cái động tác là tạm thời thôi, chứ không cứu nổi được cái hai cái khớp gối mà phải chịu đựng một cái thân hình nặng như vậy. Hiểu không? Thế ra là mình phải tùy theo cái trường hợp. Và trong khi mình xử lý mấy trường hợp này thì mình phải rất là nhẹ nhàng, mềm mỏng. Chứ mà mình làm mạnh cái là ta gây chấn thương và tổn thương cho người ta. Ok? Rồi, ok chị ơi. Tạm thời là giúp chị như đó thôi, bây giờ chị... Nhưng mà còn những người mà đã thay khớp gối rồi là không có được chữa này. Hay gì nữa? Vì cái đó là kệ ra chứ, vì cái đó là cái coi đốc cho chị làm như đúng gì vậy. Rồi chị ngồi vậy đi. Rồi xong rồi, chị bước xuống, chị đi qua đi lại. Cứ lứa kính cho bà đi, bà từ từ. Từ từ ngồi xuống ok rồi. Giờ chịu khó vậy, giảm 15 kg đó. Rồi, bây giờ chị đi, chị đi ra ngoài. Đi rồi chị. Bây giờ phải tốt hơn trước. Được không? Nhẹ hơn. Rồi. Chút về cho đi bộ vậy. Rồi. Rồi.
Bây giờ chị ngồi thử nhẹ nhẹ thử coi. Ngồi đó nói gì? Ngồi đó. Chị ngồi đất mà chị ngồi tới mức độ nào được, không được, không quan trọng. Mà nhìn chị ngồi cái tư thế đi coi cái sự dễ chịu chứ là sao? Rồi. Đó. Rồi. Không có được cứ ngồi đó. Thôi được rồi. Tới mức vừa phải thôi, mới vừa nào tới thì thôi. Đó, phải đứng dậy. Cũng khác hơn nãy rồi. Bây giờ chị sao? Cho chị phát biểu. Bây giờ nãy sao? Thấy nó nhẹ hơn. Thấy nó khá hơn nãy. Quá. Ở hai cái khớp gối. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.